Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là két nước của Lacity xe nhập, hay còn gọi là Krui, máy 1.6 số sàn, tức là MT. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon của Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 1326-7650. Đây ạ. Rider Cruise 1.6 MT Made in Korea Halon System. Đây. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc két nước. Đây, đây là các cái đầu để cút này, cút nước vào này. Đây là chân, chân bắt vào giá đỡ két nước. Trên mỗi một xe nó đều có giá đỡ két nước hết rồi. Đây là 1 này, 2 này, 3, 4, nó đều có 4 chân để bắt giá đỡ két nước và chỗ điểm chờ để bắt quạt két nước. Đây phía trước, đây là phía mặt sau của két nước. Đấy, phải nói là cái chất lượng nhôm của cái dòng Hàn Quốc này nhìn nó rất là đẹp. Đồng đều luôn. Tất cả các sản phẩm sau khi được sản xuất xong thì được nhà máy kiểm tra ok thì sẽ đưa đến tay người tiêu dùng. Cái tác dụng chính của cái két nước này là nó làm mát cho hệ thống động cơ của ô tô. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là két nước của Lacity CDX hay còn gọi là Krui 1.6. Anh em có nhu cầu cần quan tâm, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Bên em có hỗ trợ lắp đặt thay thế tại Hà Nội, Gara Auto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.